Công viên buổi chiều rất là vui nha các bạn. Mọi người thì thả diều, là người thì đá banh. Rồi đá banh qua cho anh đi đi. Quăng qua. 2 3. Bà biết đá banh không? À, ba chạy mà anh Bi không cho ba đá banh hả? À, qua ba cho kìa, qua ba cho ba kìa. Nào ba đá của anh Bi đi. Mày gỡ mày lại làm đầu đi. Bạn Bi không biết cục dây dài hả? Còn hai lần không biết. Chứ còn làm sao? Bây giờ con muốn còn làm sao? Còn hai lần cho cái dây nó quốc lại hả? Dạ. Giống cái dây bên kia hay sao? Dạ, còn quốc lại giống chiếc bên này hả? Cái này quốc 2 lần rồi mà. Nhưng mà cái này nè, chạy nhanh nó sẽ tuột quá. À, chơi đi. Chưa đi. Đi, mình đi một vòng ở công viên này các bạn. Chơi diều luôn nè các bạn. Ở trên thì mọi người sẽ thả diều, ở dưới thì các bạn nhỏ đá banh. Ba.
bị bay ra ngoài rồi hả? Mà mày hỏi nè, ba chạy đó ba có mệt không? Con gì đó ba? Vậy làm sao làm cầu thủ được? Làm sao mày muốn làm cầu thủ được Bi? Cầu thủ đội tuyển gì mà mặc áo đỏ đẹp vậy ta? Giới thiệu các bạn con từ đội tuyển nào hè? Bạn biết từ đội tuyển nào? Rồi bạn Bo đội tuyển nào? Bạn Bo đội tuyển nào? Đá nhẹ nhẹ chứ Bo đá với nè. Nè. Sao bị đau sao? Bị đau tay. Bị đau tay sao? Vì sao đau tay? Vì chúng ta chơi đây. Nó chảy da con luôn rồi. Anh bị đá vào tay con à? Bị hư quá. Đá với ba thôi. Rồi em đá qua cho ba đi. Cái chuyện chiếc banh nó bay vào trong mặt á. Bạn Bo đi giành chiếc banh mà vẫn chưa được. Bạn Bo đang chạy quanh sân chụp được banh rồi. Kết quả là bạn Bo đã giành được chiếc banh rồi. Bây giờ Bo sẽ làm gì? Chuyển với mẹ hả? Chuyển qua đây cho mẹ. Rồi ba lượm được chiếc banh rồi. Đá qua cho anh Bi đi, đá nhẹ nhẹ thôi. Để cho ba đá vô tường cái bùm. Phân bò. Có phân cùng bò, có cước bò nó ẻ lắm. Nó chui lắm. Thôi ba ném đi, ba ném qua cho anh Bi kìa. Bà. Ba đã làm cho cái banh này dính phân bò rồi. Cho ba thử thử xem, cho ba thử thử xem. Chứ sao ba quăng, chứ sao ba quăng chiếc banh vào trong đấy? Bây giờ chiếc banh bị làm sao rồi? Ba, cái banh bị làm sao rồi? Chuối. Chuối à, chứ sao ba quăng vô đấy? Bây giờ đưa chiếc banh cho ba ôm đi Bi, cho ba thử. Chứ sao? Tại mình làm mà. Lần sau không có quăng chiếc banh vô nữa nghe chưa? Nãy con thức ôm đi, chứ banh nó dính phân bò rồi đó. Bỏ ra. Bà qua bà dành banh với bạn hả? Bà qua chơi với bạn đi. Bạn ơi.
Bạn đá ghê quá. Bạn Ma biết đó bạn không? Bạn Ma giành mà không được rồi. Ma xin bạn cho Ma chơi chung với. Nó bạn đá kìa. Thấy bạn đá ghê không? Bánh nè Ma, bánh nè. Bánh nè, bánh 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 nè, bánh. Lượm đi, lượm đi. Ôi cha. Chiếc bò chú mẹ ơi. Con chiếc bò là ba không có lượm bánh hả? Bạn Ba đang tập thể dục rất là hoành tráng. Ở góc xa xa kia là các bạn kia cũng đang đá banh nè, mình thả diều nữa. Đá qua bên cái hàng rào này luôn hả con? Giờ làm sao? Đi coi có cổng vô đó mà. Đi đi coi thử có cái cổng vô không? Ở đây đây là cái bên kia là cái công trình người ta đang làm nè. Mà bay đá gì mà bay vô hàng rào dữ vậy? Giờ đi tìm xem. Đi, mình đi vô cỏ luôn. Mà đi qua cầm tên mi đi. Có chân chậm cước bò đó. Đây là kiếm ra được cái cửa rồi nè. Nhưng mà bảo vệ không cho mở cửa để lấy banh. Thế là bạn Bi với bạn Ba đã mất một chiếc banh rồi. Để tiếp tục xem thử năn nỉ thử coi. Năn nỉ thử chứ bảo vệ có mở cửa không? Sao con? À chứ bảo vệ không mở cửa nè. Chị làm sao mình đi tìm trái banh được? Nãy giờ bên kia nói cái ai mới chạy qua cổng này với nhà lấy giùm banh đang chơi. Thế là mất một chiếc banh giờ. Chúc mừng, xin chúc mừng. Chiếc banh cho con. Xin chúc mừng, chúc bảo vệ này khó tính quá. Mất rồi, giờ bắt Ba đền thôi, Ba đá thì Ba đền thôi. Thôi mình đi chạy bộ thôi. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.